thêm. Rồi có hôm nào mây bay lên lùa nắng cho buồn vào tóc this magic spell you cast, this is love beyond horseshoe. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love beyond horseshoe. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie. Speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be love beyond. Ngập nước á hả? Đúng rồi. Mùa này nó ngập nước không qua được em ạ. Mùa này thì đa số khách đi đò không à. À vậy mùa này nó còn ngập. Thả hương này hả chị? Đúng rồi. Dạ vâng, dạ vâng. À. Em vô em thử xem nha. Thử thử coi nó ngập tới đâu. Đồ em nhiều lắm. Em đi cắm trại mà đi đò là chở xong hết. À, vậy ba cây thì đi đường nào chị? Ba cây đường này là cũng đường đó luôn. Đúng rồi, ba cây là khách hay cắm trại cái chỗ ba cây. Thì em ở bên ba cây này, em nhìn qua bờ kia thấy một cây em vẫn check in qua được. Đó là xe bán tải đa số là cắm trại cái chỗ ba cây. Dạ. Nếu em muốn xuống cắm trại thì chị chỉ cho em xuống thôi. Dạ, vậy là giờ đi thẳng vô. Xuống dốc này. Xuống dốc này xong rồi xa hai cầu thì mình lên cầu mình qua, hai cầu qua. Qua cái mương đó xong trước mặt nó có con đường mòn vậy mình đi tới một đoạn gặp một cái ngã ba em rẽ lên tay phải. Tay phải. Lên tay phải là lên cái chỗ cái đồi ba cây á. Dạ. Mình là ba cây cắm trại chỗ này. Nhìn qua bờ bên kia thấy một cây. Thấy một cây. Là cách nhau cái hồ sứ vàng. Dạ. Okay. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ dạ. Chị nhiệt tình ghê. Hai cầu nó mới dám vô đây thôi, xe bình thường sao dám đi. Thank you.
sẽ không cô đơn luôn. Đang dựng xe thẳng ra vậy. Cũng tới được cây thông cô đơn. Cắm đây được nè ha. Cắm đây đi. Trước các bạn phân bò lấy cái cuốc cuốc đi. Xa kia là mặt trăng đó, không biết anh em thấy không? Đây là mình đang cắm trại tại khu vực ba cây thông. Cây thông cô đơn đó mọi người. Rất là yên tĩnh. Tuyệt vời luôn. Mời các bạn
theo dõi chương trình Camping cùng Jolie Go. Chúng ta đang đứng từ góc cao nhìn xuống khu vực ba cây thông. Ba cây thông nằm bên này, cây thông cooler nằm bên này, đầu kia là mình mới nuôi. Quang cảnh buổi sáng rất là đẹp. Hôm qua mình tới chui xuống dưới đó, nhưng mà ở dưới đó nó gần mặt nước quá, rồi nó hơi nghiêng, nên nhà mình quyết định là phải lên trên này. Sáng sớm cũng có ba xe cắm trại cũng chạy vô đây. Mình chọn trên đó. Ở đây là rất là yên tĩnh, buổi tối cũng không có gió, nhưng mà lạnh lắm. Hôm qua cái ông chủ của mấy con trâu này nè, ông có tới lều, ông kêu ở đây không có bãi chăn thả, ra trâu ông để ở đây. Đó, hai con trâu đang hút nhau, thấy không? Ông dặn là cắm ở đây thì cố gắng là buổi tối đừng có mở nhạc, đừng có làm ồn, trâu nó dễ bị kích động, ông sợ nó làm gì đó ảnh hưởng tới mình. Đó là mình là tư tưởng rất sáng ngời mà, cắm trại bây giờ cũng nhẹ nhàng tình cảm. Cảnh đẹp ghê mọi người ha, nói là rất là yên bình. Cũng gần hết năm rồi, các anh em đã cắm trại được những nơi nào, những địa điểm nào đẹp thì chia sẻ với nhau nhé. Hôm qua mình đi cái đoạn nó cái đoạn vô hướng cây thông cô đơn, nhưng mà hôm qua nó lầy lắm, xe mình vô là nó bị quăng luôn, dù đã dùng hai cầu chậm, khóa bị sai nhưng mà vẫn không áp phê. Đây là cái đường lên nha. Đó, để sơ bộ cho mọi người coi không. Còn mình thì ở đây, lựa chọn một cái góc cao ở trên này cũng khá bằng phẳng và có thể phóng được tầm mắt xuống dưới. Okay.
có được phim đẹp cho mấy người coi. Cực lắm chứ bộ. Đâu dễ không? Khởi đầu một ngày mới là gì? Đó là rửa chén, quét nhà, pha cà phê. Đêm qua trăng sáng đã lắm mọi người ơi. Phê lắm. Qua là 16 đúng không vậy? Qua 16. Em gì? Nhìn như gái 18 vậy. Gái 16 không ơi? À, trăng 16 mà nhìn như gái 18 vậy, nhìn đã.
Chất lượng tuyệt hảo. Đó. Đây là quy mô.